Hello, Trải Nghiệm Vui xin chào tất cả các bạn nha. Phía trước mắt các bạn á, là cây cầu Vàm Cống á các bạn. Cây cầu nối giữa hai tỉnh Cần Thơ và Đồng Tháp. Dự kiến á, là cây cầu này sẽ khai trương khánh thành và thông xe vào ngày 19 tháng 5 sắp tới đây nè các bạn. Thì hôm nay mình có dịp mình chạy ngang đây thì mình sẽ làm một cái video clip, mình sẽ quay lại cây cầu này cho các bạn xem nha. Đây được xem là một cây cầu mà rất nhiều người dân ở miền Tây chờ đợi, vì nó sẽ rút ngắn được khoảng cách đáng kể từ Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang đi lên Sài Gòn các bạn ơi. Đây là cây cầu Vàm Cống, mình quay cho các bạn xem nha. Bây giờ mình sẽ tìm đường mình chạy lên cầu, không biết là người ta cho mình chạy lên hay không nữa. Tại vì tới ngày 19 tháng 5 cầu này mới thông xe. Ở đây thì không có đường chạy lên, mình phải bọc để được rất là xa luôn các bạn. Để coi sao, bây giờ mình chạy đi mình kiếm đường bọc lên nha các bạn. Đây là cái đường dẫn thông lên cầu Vàm Cống nè các bạn ơi. Nó để công trường đang thi công, không phần sự miệng vào. Mình không biết là mình có được chạy vào hay không nữa. Mình liều mạng mình chạy đại nha các bạn. Đây là đường chính dẫn lên cầu Vàm Cống á các bạn. Phía trước cây cầu Vàm Cống xa xa phía trước này các bạn thấy không? Bây giờ mình chạy lên luôn đây các bạn. Đây, phía trước các bạn là khu vực rạp đang dựng lên chuẩn bị cho lễ thông xe cầu Vàm Cống vào ngày 19 tháng 5 á các bạn. Thì dự kiến là bữa đó chắc sẽ có chủ tịch nước, chắc sẽ có thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về dự lễ thông xe cầu Vàm Cống đó các bạn. Rồi mình đang đậu xe dưới chân cầu Vàm Cống luôn các bạn ơi. Hiện tại bây giờ là có cái tấm banner ngăn không cho mình chạy lên cầu và người ta đang thi công đó các bạn. 2 ngày nữa cây cầu này mới thông xe. Thì bây giờ mình đứng ở đây mình quay cho các bạn xem thôi nha. Một cây cầu rất là đẹp luôn các bạn ơi. Người ta không cho mình chạy xe nhưng mà mình xin mình đi bộ lên để mình quay phim cây cầu á, thì chú bảo vệ cho mình đi được một khúc các bạn ơi. Thì cũng may mắn cho mình. Bây giờ mình sẽ quay phim cây cầu Vàm Cống cho các bạn xem nha. Đây, cầu Vàm Cống km 52. Đây mình sẽ quay cái bảng cây cầu nè. Vậy là cây cầu này á, là nó có một làn xe riêng dành cho xe máy chạy nằm mé tay phải, và ở giữa nó có hai cái làn dành cho xe lớn chạy nha các bạn. Vậy là mỗi một bên là nó sẽ có 3 làn xe, vậy tổng là 6 làn xe ở hai bên. Và một cây cầu rất là lớn luôn. Đây. Rồi có dịp thì bữa 19 tháng 5 các bạn xuống đây, các bạn sẽ được chạy xe trên cây cầu Vàm Cống thân yêu này nha các bạn. Còn hiện tại bây giờ thì cây cầu chưa thi công xong. Rồi mình sẽ quay bao nhiêu đó thôi cho các bạn xem thôi nha. Rồi chào tạm biệt mọi người. Bye bye.